lạm phát dự kiến lên đến 70% gây ra các cuộc biểu tình ở Argentina. FOL là một trong những tổ chức đứng sau các cuộc biểu tình diễn ra ở thủ đô Buenos Aires trong tháng này, nhằm thu hút sự chú ý của chính phủ về nạn đói và nghèo mà đất nước đang phải đối mặt. Erika Sosa là một trong những công nhân của FOL cho đến khi biết giá cả tăng hàng ngày, các gia đình phải lựa chọn khó khăn trong việc ăn uống. Đây là lý do tại sao hợp tác xã hội đã chuẩn bị một bếp súp cho những người không đủ khả năng chi trả cho nhiều hơn một bữa ăn trong mỗi ngày. Lạm phát đạt mức 6,7% trong tháng 3, mức cao nhất trong năm nay. Chính phủ cho rằng đó là mức lạm phát tồi tệ nhất dự kiến trong năm nay. Các nguồn tin chính phủ vào ngày 16 tháng 6 cho biết họ dự kiến lạm phát trong năm sẽ nằm trong khoảng 52% đến 62%. Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát hàng tháng được công bố vào đầu tháng 6, thì các nhà phân tích tài chính Argentina cho rằng ước tính lạm phát của họ cho đến năm 2012 lên đến là 72,6%.